Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bậc Thầy Tâm Trí. Bậc Thầy Tâm Trí chính là bạn, bạn là Bậc Thầy Tâm Trí của chính bạn. Chúng ta gặp nhau ở đây, bạn xem được video này có nghĩa là bạn đã gửi một vài mong muốn hay yêu cầu của mình đến vũ trụ, hoặc vũ trụ muốn gửi tín hiệu cho bạn rằng đã đến lúc bạn phải thay đổi cuộc sống của bạn, thay đổi con người cũ và trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn. Tiếp tục là một video đi sâu vào tâm trí. Video này tôi khuyên bạn hãy xem lại một vài lần, vì nó thực sự giúp ích cho bạn trong tình hình suy thoái hiện tại của toàn cầu. Thực ra tôi không có suy nghĩ tiêu cực ở đây, tôi chỉ muốn nói cho bạn biết như vậy bởi tôi chỉ xem những gì diễn ra trong đời đều là thử thách. Và trái đất đang trải qua giai đoạn thử thách, đó là suy thoái kinh tế, dịch bệnh, chiến tranh, biến đổi khí hậu. Chúng ta đang trải qua một thử thách tập thể và chúng ta là một cá nhân trong một tập thể này. Phải tự giải quyết thử thách của mình để cùng nhau phát triển và tiến hóa. Bây giờ hãy hít thật sâu để cùng đi đến chủ đề ngày hôm nay. Để hiện thực hóa mong muốn của bạn thành công và dễ dàng hơn, điều quan trọng nhất là bắt đầu từ hiện tại. Hãy dành một khoảnh khắc để quan sát xung quanh bạn bằng cách chú ý đến những gì bạn thấy, nghe, cảm nhận và ngửi. Cố gắng làm sạch tâm trí và lắng nghe bất kỳ âm thanh nào bạn nghe thấy. Nếu bạn muốn, bạn có thể nhắm mắt lại. Một khi bạn sống trong hiện tại, hãy bắt đầu tưởng tượng những gì bạn muốn hiện thực hóa. Đừng cố gắng ép buộc bất cứ điều gì và không tập trung vào việc tạo ra bất kỳ cảm xúc hoặc cảm giác cụ thể nào. Chỉ cần tưởng tượng bạn đang có nó, chạm vào nó hoặc cảm nhận nó bằng cách sử dụng bất kỳ giác quan nào. Nếu việc hình dung không hiệu quả với bạn, cũng không sao. Hãy tiếp tục thử lại và luyện tập với một tâm trí trống rỗng trong hiện tại. Sau khi bạn hoàn thành việc hình dung hoặc tưởng tượng, hãy để nó trôi đi và trở lại với hiện tại trước khi tiếp tục. Hiện thực hóa trong hiện tại là một phương pháp mạnh mẽ nhất trong việc đạt được mục tiêu và ước mơ của bạn. Phương pháp này bao gồm việc thay đổi tư duy của bạn từ một trạng thái thiếu thốn hoặc khan hiếm sang trạng thái dồi dào và đã sở hữu những gì bạn mong muốn. Bằng cách làm như vậy, bạn tạo ra cơ hội để nhận được những gì bạn mong muốn trong hiện tại thay vì chờ đợi nó đến trong tương lai. Để hiện thực hóa từ hiện tại, trước tiên bạn phải tập trung vào kết quả mục tiêu và mong muốn của bạn. Hình dung những gì bạn muốn như thể nó đang xảy ra ngay bây giờ, không phải trong tương lai. Điều này có nghĩa là sử dụng ngôn ngữ ở thì hiện tại khi nghĩ hoặc nói về ước muốn của bạn và cảm nhận như thể bạn đã sở hữu chúng. Quá trình hiện thực hóa thực sự khá đơn giản và không có gì phải khó khăn. Tuy nhiên, mọi người thường quên rằng để cảm thấy đã có những gì bạn muốn, bạn phải cảm thấy chính xác như cách bạn cảm thấy ngay bây giờ, vì cuối cùng bạn cũng cảm thấy như vậy. Việc có được điều gì đó mới mẻ không thể thay đổi trạng thái cảm xúc lâu dài của bạn. Ngay cả khi bạn cảm thấy hạnh phúc khi nhận hoặc đạt được điều gì đó, cảm giác đó sẽ không kéo dài mãi mãi. Cuối cùng bạn sẽ cảm thấy mức độ hạnh phúc đó không còn thú vị, nó tương tự như cảm giác bạn có trong những khoảnh khắc hàng ngày. Đây là lý do tại sao cách hiệu quả nhất để thực sự trải nghiệm cảm giác sở hữu điều gì đó là đơn giản trải nghiệm cảm xúc hiện tại của bạn, hiện diện trong hiện tại để trải nghiệm cảm xúc đó. Ví dụ, nếu bạn hy vọng sẽ mua được chiếc BMW X3 màu xanh, đây là câu chuyện tôi kể vài lần rồi. Việc cố gắng ép mình cảm thấy hứng thú và hạnh phúc mãnh liệt có lẽ sẽ không hiệu quả. Thay vào đó, hãy cố gắng cảm thấy bình thản và hài lòng, như thể bạn đã sở hữu ô tô rồi. Hãy tưởng tượng bạn đang lái nó, cảm giác thật êm ái, thơm tho và dễ chịu, bên phải là vợ, phía sau là ba mẹ và con của bạn, mọi người trò chuyện vui vẻ. Tưởng tượng bạn đang lái xe trên đèo và nhìn bãi biển tuyệt đẹp. Bạn cảm thấy chính xác cảm giác như cách bạn cảm thấy với tất cả những vật bạn đang sở hữu khác. Hãy nhớ rằng, vật chất không thay đổi trạng thái tồn tại của bạn, vì vậy hạnh phúc thực sự chỉ có thể tìm thấy bằng cách tìm kiếm sự hài lòng trong hiện tại. Chìa khóa của hạnh phúc không nằm ở những thứ bên ngoài mà ở bên trong chúng ta. Người ta có thể quan sát thấy ví dụ về những người giàu có nhưng không hạnh phúc và trầm cảm, so với những người có ít của cải hơn nhưng vẫn đến nơi làm việc mỗi ngày với thái độ tích cực. Bằng cách hiện thực hóa trong hiện tại với tâm trạng tích cực và hài lòng, chúng ta đồng nhất với năng lượng của những gì chúng ta mong muốn và loại bỏ sự kháng cự để đạt được nó. Khi chúng ta sống trong hiện tại, chúng ta có thể dễ dàng hiện thực hóa mọi thứ mà không cần suy nghĩ nhiều về chúng. Điều này là do suy nghĩ trở nên phù hợp tự nhiên với trạng thái hiện tại của chúng ta. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thiền định hoặc làm sạch tâm trí khi hiện thực hóa, một cách hiệu quả khác là tham gia vào các hoạt động đòi hỏi bạn phải hoàn toàn sống trong hiện tại. Các hoạt động như đạp xe, tham gia các môn thể thao, đi bộ trong thiên nhiên, tham dự các buổi hòa nhạc hoặc chơi nhạc cụ yêu thích. Bằng cách làm như vậy, bạn chỉ cần nghĩ về ý định của mình một lần và nó sẽ dần được hiện thực hóa. Để tiếp cận việc hiện thực hóa một cách tích cực và tin tưởng vào quá trình, việc kết hợp thiền định hàng ngày có thể có lợi. Bằng cách dành vài phút để làm sạch tâm trí và tập trung vào mong muốn của bạn, khẳng định rằng nó đã ở trong tay bạn, bạn có thể tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Đơn giản là đừng làm cho quá trình hiện thực hóa trở nên phức tạp hơn nó cần thiết. Thực tế, việc hiện thực hóa không đòi hỏi nhiều nỗ lực vì chúng ta không lo lắng liệu chúng có trở thành hiện thực hay không. Tương tự, khi hiện thực hóa những mục tiêu lớn, điều quan trọng là phải có niềm tin không lung lay rằng chúng đã là của bạn và không được nghi ngờ về biểu hiện của chúng. Để hiện thực hóa hiệu quả trong hiện tại, điều thiết yếu là phải buông bỏ sự gắn bó với kết quả cuối cùng. Bạn phải giao phó cho vũ trụ và tin tưởng rằng điều bạn mong muốn đang di chuyển về phía bạn. Bằng cách từ bỏ nhu cầu kiểm soát, bạn tạo ra không gian cho vũ trụ mang đến cho bạn những lựa chọn và cơ hội mới. Điều quan trọng là phải tin tưởng vào quá trình hiện thực hóa, ngay cả khi mọi thứ có vẻ diễn ra theo hướng ngược lại. Thay vì ám ảnh về chi tiết, hãy tập trung vào kết quả và buông bỏ nhu cầu kiểm soát. Quan niệm sai lầm phổ biến rằng chỉ có suy nghĩ mới tạo ra thực tại của bạn. Trên thực tế, chính niềm tin và giả định của bạn là những yếu tố hình thành nên trải nghiệm của bạn. Ý tưởng rằng chỉ có suy nghĩ mới chịu trách nhiệm tạo ra thực tại của bạn là gây hiểu lầm và có thể gây hại, vì suy nghĩ có thể gây ra lo âu và sợ hãi khi xuất hiện suy nghĩ tiêu cực. Quan trọng là phải hiểu rằng suy nghĩ không nhất thiết là sự thật. Bạn có quyền thay đổi niềm tin và giả định của mình để tạo ra thực tại bạn mong muốn. Trên thực tế, không phải là suy nghĩ tiêu cực nào cũng trở thành sự thật, mà chính là niềm tin và ý nghĩa chúng ta gắn cho chúng, làm cho chúng hiện thực hóa trong thực tế. Do đó, không cần thiết phải cố gắng thay đổi suy nghĩ tiêu cực thành tích cực, hoặc tránh chúng hoặc ép buộc những khẳng định tích cực lên bản thân. Thay vào đó, chúng ta nên coi những suy nghĩ này là không quan trọng và không có sức mạnh, và không để chúng ảnh hưởng đến chúng ta hoặc những điều chúng ta muốn hiện thực hóa. Bằng cách này, suy nghĩ tiêu cực sẽ không có khả năng hiện thực hóa trong thực tại của bạn. Một cách tiếp cận khác để loại bỏ quan niệm này là xem xét những khuôn mẫu lặp đi lặp lại trong cuộc sống của bạn. Những khuôn mẫu này không yêu cầu suy nghĩ liên tục hoặc cố ý để tiếp tục hiện thực hóa. Thay vào đó, chúng là sản phẩm của niềm tin hoặc giả định về bản thân bạn và thế giới xung quanh bạn. Điều này cho thấy rằng suy nghĩ không phải là yếu tố duy nhất quyết định những gì hiện thực hóa trong thực tại của bạn. Mặc dù suy nghĩ có thể hữu ích trong việc thay đổi niềm tin hoặc giả định, nhưng có một phương pháp mạnh mẽ và hiệu quả hơn để làm điều này. Đơn giản là tạo ra một danh sách những khẳng định mới mà bạn muốn sở hữu về bất cứ điều gì, sau đó lặp lại chúng cho bản thân. Nếu có bất kỳ suy nghĩ hoặc cảm xúc nào phản đối những niềm tin này xuất hiện, hãy để chúng tự nhiên và không tương tác với chúng. Khi bạn thực hành phương pháp này, bạn sẽ nhanh chóng chứng kiến sự thay đổi trong niềm tin của mình và bạn sẽ thấy thực tại phản ánh những thay đổi này nhanh hơn bạn nghĩ. Với kỹ thuật này, bạn sẽ có thể tạo ra những niềm tin mới mà không cần phải lặp lại chúng quá mức hoặc tranh luận với tâm trí về tính hợp lệ của chúng. Ban đầu, tâm trí và cơ thể của bạn có thể phản đối những niềm tin mới của bạn, nghi ngờ chúng và cho rằng chúng không phải là sự thật. Nhưng nếu bạn thực hành thường xuyên, tâm trí của bạn sẽ dần dần bắt đầu chấp nhận chúng, điều này sẽ tăng cường khả năng của bạn trong việc hiện thực hóa và giúp bạn dễ dàng đạt được những mức độ ý thức cao hơn. Hãy xem lại video 21 ngày khẳng định bản thân tôi để ở cuối video này. Bạn sẽ có thói quen mới về việc khẳng định bản thân, tuy nhiên, cần lưu ý rằng bạn vẫn có thể gặp phải những suy nghĩ và cảm xúc đối lập, trừ khi bạn phát triển một niềm tin khẳng định ngược lại, vì não là một cơ quan phức tạp. Nhưng nếu bạn biết cách xử lý chúng, bạn có thể giữ vững hướng đi của mình. Nếu bạn thấy video hay, hãy like để nó được lan tỏa, hãy đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho những người mà bạn yêu thương nhất. Tôi chúc mừng bạn thành công, thịnh vượng và trọn vẹn.